tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đứa Con Đảo Ngọc. Nay hai anh em mình đi câu cá ở kinh số 1, kinh nhất á. Kiếm cá về nướng ăn. Đây là cô bóp đây. Alo mọi người. Đang làm câu. Đang làm câu rồi, mắc làm câu mình rồi. Mình làm rồi. Đợi cô bóp thảy xuống thôi. Chắc nó chấp mình câu trước quá. Nãy giờ mình chạy đò, mình chạy cái đò đi rồi cô ba ngồi, cô ba làm câu rồi, bây giờ tới mình làm. Rồi, chấp cô ba câu trước đó. Mực thì anh em mình thẻo mồi sẵn nè. Đó, đây đây câu mực thôi. Rồi anh em mình chấp chèo ra. Tới cỡ 3 giờ. 3 giờ có không có gì cũng vô. Chiều để làm chặt ai nữa đi câu mực nữa. Ok, anh em mình xuống đồ nha mọi người. Không cần. Đó, móc mồi vô lụm thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này của Đứa Con Đảo Ngọc nha. Nhớ like và subscribe cho tụi anh em mình nha, đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn của anh em mình nha. Cảm ơn mọi người. Bắt đầu mình bắt đầu câu nha. Đây móc mồi đây. Rồi, mình câu hai lưỡi thôi. Câu nè. Mong một ngày may mắn thôi. Một tiếng may mắn thôi là đủ đủ rồi. Một ngày nữa. Nước đây sâu khoảng bao nhiêu bóp? Đây hả? Đây có hai mấy mét à? Ba mấy mét. Hai mấy ba chục mét à? Chỉ cần cục chì đụng tới đáy một cái cách thôi. Đụng đáy. Cá là giữ, giữ cước căng cái nè. Quất đi em. Anh đợi em quất anh kịch đấy. Trời ơi. Có cái kìm trong hộp điện thoại. Nóc nó đi. Để làm chi. Rồi. Rồi. Luôn. Bóp móc mồi luôn đi. Làm cái đầu à. Vô cái đầu, vô cái đầu. Sao nó gỉa cái bực cái mất tiêu hết trơn rồi. Một con đầu tiên. Cá con, cá con. Ô bóp dính luôn rồi. Ui. Còn không? Còn. Đừng nói chậm chuột nha. Mú, mú đuộn, mú mú đe. Một con mú đe đầu tiên. Mú lộn á, mú lộn, mú lộn. Mú lộn. Chơi thằng chuột thì cũng chơi. Đây, mà chụp chuột chơi. Sao quấy chuột luôn. Bỏ thẳng vô thùng luôn nha. À, quay cho mọi người coi cái thùng trống trơn nè. Hồi hai anh em mình đi câu là đầy thùng thôi á. Mực nào là chưa sạch có vô. Mú đuộn, ô mú đe lông hồng đào. Hồng đào kéo nước sâu mà nó quay quắn gì nè. Ui không dính mỏ mà dính qua cặp mắt. Lụm một em tiếp tục. Bên đây có gạn. Bên đây có gạn sỏi nè. Cơn sóng nhẹ. Mú đe. Yeah. Đưa đây đi chắc quá trời.
lại gai, lại gai. Ôi đào, đào. Dạ. Còn dính cá ngon, 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 ngon mọi người ơi. Cá này nướng là bê càng luôn nha. Còn tại thôi, đủ rồi. Vừa niêm, li ti. Ôi, ôi. Ngủ đe khủng. Con này đe là đe bự nhất rồi đó. Xóa luôn ha. Bóp lên cá. Đúng rồi, đúng càng ngày đầu càng ngày đã chứ. Lâu và xa vậy. Đào, đào, đào. Mất kiến. Gai đậm nhất lắm á. Đậm là tét ách đó. Để con. Sỏi nữa kìa. Sỏi muốn đè. Con muốn sỏi, con muốn đè. Còn thôi, con có cái bự không à. Đúng thì ghê vậy. Bự cả ký thì con. Cũng mong là ký. Chịch nha. Bự ghê, bự ghê. Chưa. Trời ơi, nói gì đi, trời ơi, con đào đồ phóng. Ôi là trời, vậy nó mới đã chứ tụi ba. Đó, ra đây chủ yếu là nhiêu đây rồi đó. Xảy cái gì? Ý, đừng nhảy nha con. Đúng chắc con. Ơi, ra đây chủ yếu là nhiêu rồi đó. mục đích, đã đạt được mục đích rồi. Nhiêu rồi, hâm hùng cái này. Ôi, nó có thùng mà. Cái thùng rồi. 2 ký rồi. Thùng đào đó rồi anh em ơi. Thùng đào đó rồi anh em ơi. Thùng đào đó rồi anh em ơi. Ít, câu không nhìn hết trơn, cái cằn á. Thùng đào đó rồi anh em ơi. Ủa, quá bang 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 luôn rồi, thấy chưa. Đi à, 2 con luôn. Úi xà. Lòi con mắt. Quá hấp dẫn. Cầm con bóng. Bung con mắt kìa. Nước sâu quá, lên được tới là xì con bóng luôn à. Đấy, nữa. Em thôi, làm lấy gai thôi. Hay lửa thôi em. Gai. Rồi. Trời ơi. Lại là mũ đe. Đe bạch bạch. Về khó tiêu. Bê càng. Thôi kéo em con nè. Mũ đe nữa quá. Bự nữa nè. Dính cái dính là dính cái bự mà. Hết mồi thiệt. Hay lắm bắp ơi. Ồ, kỳ lại chưa. Mú rồi. Mú sỏi. Bì gì vậy? Lòng đạo.
cũng mong là lòng đào. Lòng đào. Ý, trang luôn. Quá sức hấp dẫn mọi người ơi, mọi người ơi. Nè cái lòng đào nè, nó bự hơn bằng tay luôn. Ù, hay quá cậu ba ơi. Còn cỡ này thôi chứ nói gì nữa. Nó nữa đó. Bìa nửa ký rồi đó. Lòng đào đi ăn ngon hơn cà bìa. Sắp tới. Gán lên. Làm một cặp lòng đào luôn đi cho nó sướng. Hai con luôn hả? Trời đúng cần đúng cần. Cà bìa ơi. Ủa kìa. Ê, mang ớt. Cá độc, cá độc. Trời ơi. Quá dữ. Đây là em ăn ếch nha. Nó kêu giống ếch không? Trọng. Rồi, mở thùng ra. Cái thấy vô luôn. Rồi gần đầy thùng rồi đó. Ôi. Mú bự rồi, mú bự. Mú rồi, mú bự. Mú đe bự. Mú biểu rồi, biểu rồi. Mú đe. Mú sao, mú sao mà đe. Biểu lắm, biểu luôn. Trời ơi. Miếu miếu liền. Trời ơi sướng sướng. Hai con nó quay vòng tròn vòng tròn vòng tròn. Miếu miếu liền. Miếu miếu liền. Phê quá phê. Lên cô ba luôn vậy trời. Cô ba gì vậy? Đến cô ba gì á? Nó hải bên đây mà. Cái gì vậy? Lên đi biết. Chính của ổng rồi đó ông ơi. Trâu. Dính rồi, giục dây rồi. Ừ. Cọp. Ui, cọp. Không nữa không? Con cọp gì không có đuôi vậy? Cái gì không có đuôi vậy? Một cọp to nha. Trời không có đuôi nè, đi cứu. To, cà bá luôn. Bự hơn con bữa nữa. Cà đá. Sướng không? Ok, ok. Quá đã. Cá khủng khủng không à. Đây. Mình sẽ kéo qua đây chứ. Cá. Chầm bìa gì? Chầm bìa ơi. Ui ui, con chầm bìa tới công chuyện luôn á. Ui ui, nó bự. Cần bay nấy, câu cá bay nấy, chịu gì nổi. Con cua ở trong miệng. Rồi đầy thùng luôn rồi.
dính cá ông hè. Tan tan luôn rồi. Bóc nguyên cái đó. Bóc nguyên cái đầu luôn mà. Bừng bừng thấy không? Muốn sao? Dính đủ mới dính nửa mình nữa, chết luôn á. Con mới nãy là chết em luôn á, không vui đâu nha. Bự à. Gỉ gỉ gỉ. Giật nó giật, nó giật. Thôi, giật nó giật. Lại không? Ghê ghê ghê. Chị sao vô? Chờ tôi xin. Bông 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 bông. Hai con luôn kìa. Trời ơi, tưởng Hugo. Con ngốc giữa một nửa giữa mắt gì nặng đúng rồi. Quá đã, tuyệt vời quá, tuyệt vời. Sử dụng bóng kìa. Gì vậy? Thôi quá. Ê. Quăng cái nữa vô nha. Con cá câu hỏi cái bạn. Hỏi câu kia luôn hả? Xíp gì câu luôn. Mú đi. Phải mày thôi. Má đi. Hai anh em lên hai con luôn. Không ăn thì thôi, ăn lần hai cặn lửa. Củ cà rốt. Hay là hai cặn thằng dính với nhau á, chứ không phải dính cá. Cá tại cá gì cực ta giật, nói gì chà. Nói gì cơ ba. Tại vì bạ thôi. Mày biết đâu. Được. Quá được. Vô thùng coi. Đầy chưa? Rồi, đầy thùng rồi, vô. Trời ơi. Chàng chê ơi. Quá chàng chê ơi. Làm miếng ngồi nó vô coi. Đầu đã quá, vô sớm khủng quá. Hàm hố không? Thấy ăn hai lử rồi. Con kia lỡ kia móc dưới bụng mà. Ừ thì đó. Nó ham hố đó, chích queo luôn nè. Ăn hai lưỡi cái lên tắt thở luôn. Rồi anh em mình bắt đầu chạy vô. Rồi, tới đây là 3 giờ thì anh em mình sẽ chạy vô nha mọi người. Được thùng cá rồi. Giờ câu rồi. Thùng này khoảng 5-6 kg. Đa số là mú đe thôi. Hai em hồng đào. To đụng. Rồi, kéo nào nha. À, có đủ thứ. Hôm nay trời trong xanh. Let's go. Đó, thành quả câu 3 tiếng hồ của hai anh em. Còn đá luôn kìa. Còn mò luôn nè. Còn bịch thòi luôn. Còn nửa bịch thòi luôn, nửa bịch thòi mình câu chưa hết nữa mà. Hồi kia bắt có hai con à. Ai kia bắt hai con? Ê con. Kìa bắt con cá kia nữa không phải không? Không phải. Quá đã. Nằm con cá đó nó béo lắm đó. Ủa 5 kg. Ừ. Trời ơi câu mực cỡ đó không nữa. Đâu sớm mua 40.000 mực. Này là mực
đi câu á, xong rồi để chừa lại nè. Ồ, đã chưa? Có cá cũng đưa. Mày có. Cá này nướng. Kìa, kìa đây mất con mực rồi gái. Nữa. Quá đã. Đào, quá đã. Bắt lò nướng luôn đi coi. Nướng làm vài con đi. Ăn bún luôn. Nướng lâu quá. Có cái lò sẵn rồi. Trời. Hấp dẫn, hấp rồi, dẫn. Rồi rồi rồi. Sao đổ bét vậy? Hồng hào hấp dẫn quá ha. Rồi ok. Quá đã quá tuyệt vời. Rửa cái thùng đi. Giờ vô nướng đi. Bật mấy con có cái bếp ra nướng đó, bỏ mấy con nằm nó mắm rồi. Đúng rồi. Ok không? Nướng nướng nướng, cá nướng mời mọi người nha. Cá nướng mời mọi người nha. Có ăn cá nướng nha. Cô bớt làm nước chấm thần thánh nè, có thêm nặng miếng sữa của ông Thọ lấy từ tiệm tạp hóa của bà hàng xóm. Của bà hàng á.